Phá bỏ lầm tưởng về tái chế. Thực tế hay lầm tưởng, tôi không cần phải đổ bỏ hay vét sạch thức ăn và chất lỏng từ các vật liệu tái chế. Cơ sở tái chế sẽ làm việc đó. Lầm tưởng: thực phẩm và chất lỏng trong các vật liệu tái chế có thể làm nhiễm bẩn các vật liệu tái chế khác như giấy và bìa cứng, làm cho chúng không thể tái chế được. Hãy nhớ đổ bỏ và vét sạch các vật liệu tái chế của quý vị trước khi bỏ vào thùng tái chế. Hãy giúp San Jose tái chế sạch. Quý vị có muốn phá bỏ thêm lầm tưởng về tái chế không? Hãy tìm hiểu sự thật tại sanjoserecycles.org. Chị Thu Huy, Nguyễn Sĩ Nam xin trân trọng chào quý vị. Và trên màn hình, Thu Huy nhìn thấy một gương mặt rất là quen với chúng ta và ở rất là xa chúng ta, là Đỗ Thông Minh, học giả gọi từ Tokyo. Trước hết, Nguyễn Sĩ Nam xin trân trọng chào anh Đỗ Thông Minh, thưa anh ạ. Rất là vui. Được. Vâng, Đỗ Thông Minh xin kính chào anh Nguyễn Sĩ Nam và quý khán thính giả của đài ạ. Trước khi mình vô cuộc thì muốn hỏi thăm tí tình hình sức khỏe của anh, rồi tình hình tại Nhật cái gì mới, thời tiết, rồi cuộc sống bên Nhật làm sao thưa anh? Thực ra thì nước Nhật nó là một xứ ôn đới bốn mùa anh ạ, và nó rất là dài cho nên khí hậu mỗi vùng mỗi khác. Nhưng mà Tokyo đó thì đại khái tương đương với cỡ Portland, Seattle mình hoặc là bên Washington. Thành ra thời tiết bây giờ thì cũng là đang vào đông nhưng mà cũng chưa lạnh lắm. Ở Tokyo đó thì nó là vùng đồng bằng và chỉ có cái vùng phía tây nó đồi núi đó thì có tuyết nhiều, chứ còn ngay Tokyo thì mỗi năm chỉ có vài cm tuyết thôi. Yeah. Kính thưa quý vị, trong năm nay thì Đỗ Thông Minh bận rộn không qua Mỹ được như chúng ta mong đợi. Yeah. Mỗi năm chúng tôi mỗi lần Tết đến đó, thì yeah, chúng tôi đón khách người xa. Trong những người khách ít ỏi đó thì có Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản đến ở trao tặng cho quân lịch, mà có thể nói là Đỗ Thông Minh rất là dày công biên soạn, rất là văn hóa, rất là văn chương, có âm lịch, có dương lịch, một cuộc tài lịch tuyệt vời. Để quý vị đọc thì treo tại nhà, và đồng thời đem tôi nói chuyện về văn hóa, về thời sự vân vân. Tuy nhiên nay này anh không đến được tại Hoa Kỳ thì tôi gọi sang Nhật để mà Tokyo để có dịp mà nối đường dây. Đỗ Thông Minh vẫn giữ cái tên hàng sống này với tất cả quý vị. Thì không biết hôm nay mình nói về văn hóa trước anh Minh hả? Dạ vâng, có lẽ là mình chia sẻ với quý thính giả một chút xíu về vấn đề Tết. Thì nói chuyện Tết Việt Nam xong rồi nói Tết Nhật một chút xíu cho biết là Nhật nó ăn Tết như thế nào. Đúng rồi. Yeah. Thì thưa quý vị là mình đang ở năm Canh Tý. Thì ở Việt Nam mình có cái câu là nửa đêm giờ Tý canh ba. Vậy Tý đó, tức là giờ Tý là 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng. Đó, và đó là nửa đêm đúng không? Và nếu mà chia là canh á, đêm năm canh á, thì canh đó là canh ba là giữa đêm, và canh năm là gà gáy sáng, đó là 5 giờ sáng. Đó. Thế thì thưa quý vị, vậy vì năm sắp tới mình là năm Tân Sửu. Vậy thì Tân Sửu nghĩa là gì? Thì Tân đó là can và Sửu là chi, tức là 10 can cộng với 12 chi thành ra là 60 năm là một hội. Thành ra thưa quý vị, Sửu đó, nếu mà hỏi người Việt Nam thì 99% trả lời Sửu là con trâu. Thì thưa quý vị, thực ra Sửu không nghĩa gì là con trâu hết. Tức là mình có hai cái vòng tròn đồng tâm, thì 12 chi và 12 con giáp. Thành ra nó là hai cái vế khác nhau, nhưng mà nó đi song song một cặp với nhau. Thí dụ anh có một cái bộ vest thì cái áo đen đi với cái quần đen. Vậy thì cái đó nó đi một cặp, còn cái áo trắng nó đi với quần trắng, thí dụ vậy. Nhưng mà cái áo với cái quần nó không có bằng nhau. Như vậy Sửu thì không có bằng con trâu, mà Sửu là chi. Và Sửu đó, giờ Sửu đó, tức là sau Tý, Tý thì 11 giờ tới 1 giờ sáng, thì Sửu đó 1 giờ sáng tới 3 giờ sáng. Đó, đó. Thế thành ra đó là chi Sửu. Nhưng mà ở cái vị trí cung góc của chi Sửu đó, hình giống như cái bánh chi Nhật mà mình cắt đó, thì cái vòng trong là Sửu, thì cái vòng ngoài con giáp là con trâu. Đó. Nhưng mà đối với người Hoa thực ra đó, Sửu họ cũng coi là trâu, nhưng mà nếu mà nói rõ hơn thì họ gọi là thủy ngưu, ngưu đó, mới là con trâu.
đó. Còn bình thường ngu á, là con bò, tại vì những cái vùng xứ ôn đới đó quý vị biết là có bò mà không có trâu. Quý vị có tìm thấy con trâu nào bên Mỹ không ạ? Bò rất nhiều nhưng mà không có trâu. Ở miền Bắc mình mỗi năm mà lạnh á, là trâu nó chết. Mà cái câu chuyện mà lão Tử ngày xưa đó, khi chết đó, cưỡi trâu đi về phương Nam, chỉ có phương Nam ấm á, thì mới có trâu. À, thành ra thực ra trên cái lịch của nhà của tàu á thì là con bò, nhưng mà vì mình Việt Nam hóa bốn con đó, người ta là bò thì mình là trâu, người ta là cừu mình là dê, bởi vì cừu là xứ lạnh, chuyện Thiên Chúa giáo toàn là chuyện cừu không, còn Việt Nam mình toàn là chuyện dê, thành ra tự nhiên mình lấy con dê cho mình thì nó kỳ, thành ra mình đổi thành cừu. Thứ ba nữa là con heo, họ là heo rừng. À, heo rừng nó đâu có gì thân thiện với mình đâu, cho nên Việt Nam mình hóa ra thành heo nhà. Và một con cuối cùng nữa là mão, tức là con thỏ, đối với họ là con thỏ, nhưng mà người mình thì coi như hầu hết nhà là nuôi chó hoặc nuôi mèo, chứ ít ai nuôi thỏ lắm, thành ra vì vậy mình đổi ra bốn con đó. Quý vị thấy nó có cái điểm khác biệt. À, chưa kể là đôi khi lịch của mình với lịch của tàu nó hơi chệch với nhau, tức là cái giờ Hà Nội và giờ Bắc Kinh cách nhau 1 giờ, cho nên nó đôi khi nó thành cách nhau 1 ngày. À, cho nên có khi ở Việt Nam mà mình ở bên Mỹ đó, quý vị giải lịch quý vị xem thấy có năm nó gọi là cái năm nó gọi là mà bị trùng lập đó, thì hai cái thứ lịch khác nhau, tức là một lịch in từ từ Đài Loan hay Trung Quốc, còn một lịch in từ Việt Nam, thì hai cái ngày nó lại đôi khi ngày Tết nó khác nhau. Nhưng mà Tết năm nay thì vào ngày 12 tháng 2, đó là ngày Tết. Thì thưa quý vị, chữ Tết thì người ta cho có lẽ là từ chữ tiết mà ra, thì ngày xưa Nhật Bản nó cũng ăn Tết như mình, cũng ăn Tết Đông Phương, nhưng mà đến khi mà ảnh hưởng Tây Phương thì họ thành hai cái Tết, và sau họ thấy rắc rối quá thì cuối cùng họ bỏ cái Tết ta, cái ngày ta, nhưng mà phong tục thì vẫn giữ như vậy, tức là bây giờ người Nhật ăn Tết Tây nhưng mà phong tục hoàn toàn như ngày ta. Họ cũng có mừng tuổi Tết như mình, và cũng có đi đền chùa nhà thờ vào dịp Tết. Nhưng mà cái đặc biệt nhất là họ không có xông đất, cho nên là Tết họ đón lại đón đúng giao thừa cơ, chứ không phải là mình chỉ có ăn Tết xong rồi trước giao thừa là phải lo về nhà. Thực ra người Nhật đó, 50% trong lúc đêm giao thừa là họ đang ở ngoài đường, tức là họ đang đi lễ đền chùa đó, đông nghẹt luôn, và đặc biệt là xe điện chạy suốt đêm ở trong cái ngày đó đó. Còn những ngày khác thì chỉ chạy tới 12 giờ đêm thôi. Nhưng mà năm nay thì một số đường tàu vì vấn đề Covid á, thì họ giảm chuyến hoặc là họ không có chạy ở ban đêm nữa. Thế thì trong cái vấn đề Tết thì chúng tôi xin mạn phép để kể với anh Nam một vài câu chuyện vui ngày Tết. Tết thì hồi bé và cho tới lớn có lẽ là rất nhiều người chúng ta đều chơi cái môn gọi là bầu cua cá cọp. Đó, anh Nam thấy không? Thế nhưng mà trong cái bàn bàn cờ thì mình lại không thấy thấy cọp đâu cả, chỉ có thấy bầu cua cá nai gà tôm thôi. Thế thì tại sao nó lại có cái chữ cọp? Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng thắc mắc cái điều này rất là lâu và rất nhiều người cũng giải thích loanh quanh. Nhưng mà cách đây chừng 4 năm thì chúng tôi mới thấy rằng là trên cái Wikipedia đó, thường thường nó có nhiều ngôn ngữ, thì những cái sự kiện lớn nó đều viết bằng nhiều ngôn ngữ hết. Thành ra tôi mới thấy vậy, tôi mới tò mò, tôi mới đánh cái chữ bầu cua cá cọp vào và tôi đổi sang tiếng Tàu xem như thế nào. Ô thì ra là trong tiếng Tàu nó có, và trong tiếng Tàu nhìn kỹ thì mới thấy rằng là xuất phát từ Tàu và nó có ba cái ấn bản. Một cái ấn bản đó là có con nai, mà một cái ấn bản chỗ con nai đó, đó thì nó lại là con cọp, và một ấn bản khác nữa thì chỗ đó đó nó là cái đồng tiền mà cổ mà bằng cẩm thạch người người Hoa hay làm đeo đó. Như vậy tức là nó có ba ấn bản, nhưng mà vào Việt Nam mình đó thì có lẽ là lúc đầu từ ngày xưa, từ những năm 30 40 chẳng hạn như vậy, thì nó vào một cái ấn bản nó có con cọp, cho nên mình gọi là bầu cua cá cọp. Nhưng mà sau này mình không có giao dịch với Hồng Kông với Trung Quốc nhiều, mà cái anh tàu chợ lớn á, anh lấy anh in á, thì anh lại in cái ấn bản con nai, cho nên là cuối cùng là cả nước mình là miền Nam mình mới chơi nhiều, chứ miền Bắc là ít chơi cái này. Thì miền Nam á là chỗ nào cũng thấy là bầu cua cá nai hết đó. Thành ra thực ra là nó ba ấn bản thì tàu chơi rất nhiều, và người Thái cũng chơi, người Thái chơi thì thường lại ấn bản con cọp. Mà ngoài Bắc mình ngày xưa lúc đầu cũng là ấn bản con cọp, nhưng mà sau này thì mình lại ấn bản là con nai. À, và cái điểm đặc biệt như quý vị biết, ở đất Mỹ thì cấm cờ bạc mà không đúng chỗ, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi thấy là rất là vui là cái đêm giao thừa đó, Việt Nam mình ở cạnh coi như là Phúc Lộc Thọ cũng như là ở San Jose ở khu Eden đó, là có phe ta là lén lén chơi bầu cua cá cọp Đúng đó, bởi vì nó đơn giản lắm, nó chỉ có một tờ giấy thôi mà. Anh Nam có để ý không? đúng là Nhưng trên mà thưa quý vị, phố, trên trong khu thương mại anh trải tờ đúng giấy xuống là bắt đầu quay xung quanh đó sóc sóc bầu của cá cọp thôi nha.
Nhưng mà thưa quý vị đó, hồi nhỏ tôi cũng mê lắm. Nhưng mà tôi có một cái kinh nghiệm thưa thật với quý vị đó. Cái dân mà chủ chơi, cái dân chuyên nghiệp á, là chắc chắn là có bịp. Đó, mình tưởng nó là công bằng, đó, không phải như vậy đâu. Thường thường là có bịp. Nó thành ra, với thứ hai nữa là về tính về xác suất. Tính về xác suất là nhà cái luôn luôn ăn. Tức là bây giờ tôi nói thí dụ nhá, mình 6 tụ, mình đặt cả 6 tụ, mỗi tụ 1 đô la. Nhưng mà bây giờ ra 3 con bầu thì mình được 3 lần cộng với cái 1 đô la của trái bầu là 4. Vậy là nhà cái ăn 2. Anh thấy không? Tức là nhà cái ăn đó, luôn luôn tỷ lệ là nhà cái ăn, đó là nói là chưa nói ăn gian, một cách công bằng không đó là nhà cái ăn. Nhưng mà trên thực tế đó, dân chuyên nghiệp mà nó chơi đó là nó có bịp ở trong. Tức là cái đồ lắc của nó đó là nó có thể điều khiển được phần nào. Với thứ hai nó có những người cò mồi đó, cò mồi của nó để nó dụ mình chơi. Và ở Việt Nam mình ngày xưa trước năm 75 đó, đó là nó chơi xong rồi, thí dụ như nó thấy mà nó ăn rồi á, mà nhất là mấy ông lính á, đi nghỉ Tết về là thấy ham nhào vô chơi mà nó ăn rồi, bắt đầu nó hô cái gì anh biết không, lính tới tức là cảnh sát tới là nó ôm nó chạy đó, nó sợ bị lộ. Thành ra thưa quý vị, ai thích thì cứ thích, nhưng mà tôi bảo đảm đó, 90% đó là dân chơi chuyên nghiệp mà lắc bầu cua là bịp à, chứ không phải là mình hên xui mà mình ăn đâu. Mà cua là cay quá, là bỏ tiền nhiều là càng chết đó. Thế thành ra thưa quý vị, thì tóm tắt lại là bầu cua cá cọp là có cọp thiệt, có cái phiên bản có cọp, chứ không phải là giải thích loanh quanh gì hết. Ngoài ra có rất nhiều chuyện anh Nam, mà tôi nghĩ tất cả mọi người Việt Nam mình đều biết là cờ tướng, đúng không? Vậy thì cái cờ tướng nó xuất phát từ đâu? Thì ai cũng thấy cái quân cờ nó bằng chữ Hán, cho nên nói là từ tàu, nhưng mà thực ra nó là Sarutanga của Ấn Độ anh ạ. Tức là khoảng thế kỷ thứ 7 á, Ấn Độ ra đời cái này. Thế thì lúc đầu á, nó chơi bốn tụ giống như là như cá ngựa, cờ cá ngựa, quý vị nhớ không, là bốn tụ đúng không? Nhưng mà về sau này thì nó phân làm hai, và khi nó qua Tây phương nó thành cờ kinh, cờ vua. Và khi nó qua bên Trung Quốc, anh biết nó thành cờ gì không? Không phải cờ tướng đâu, người Trung Quốc gọi là tượng kỳ, cờ voi. Họ gọi là cờ voi, nhưng mà Việt Nam mình thì lại gọi là cờ tướng. Thế thì tới khi qua tới bên Trung Quốc thì nó có nhiều cái thay đổi. Thứ nhất là nó vẽ thêm con sông. Đó, nó có cái vụ qua sông, chứ cờ kinh là không có sông. Nhưng mà cái quan trọng nhất của cái cờ tướng đó là vẫn giữ Tây phương, vẫn giữ kinh, nhưng mà qua tới Đông phương mình là tướng và soái, anh để ý là không có kinh, không có vua. Tại sao vậy? Tại vì dân chơi cờ mà nó cầm quân cờ nó đập lên đầu vua thì nghĩa là phạm húy. Đông phương mình là cái vấn đề phạm húy rất là quan trọng, cho nên cuối cùng là không để vua kinh mà là để tướng và soái thôi, tương đương với nhau. Lính là một bên là binh, một bên là tốt, cũng là tương đương với nhau đó. Thì đại khái cái cờ tướng như vậy. Nhưng mà muốn chia sẻ với quý vị một cái nguyên lý của cờ tướng, cũng là tướng sĩ tượng xe pháo mã, nhưng mà tại sao tam cúc chơi khác, tại sao tứ sắc chơi khác? Trong tam cúc và tứ sắc, tam cúc là người Bắc hay chơi và phụ nữ, mà trong Nam cũng vậy, tứ sắc là người Nam chơi và là phụ nữ. Tại sao vậy? Bởi vì cái đó nó đơn giản. Người phụ nữ phải nói thiệt, nhìn qua cái cách như đó là mình hiểu, đầu óc họ chuộng cái sự đơn giản. Còn cái người đàn ông á, thì thích suy nghĩ, thích cao hơn cái vấn đề cái trí thức, cho nên là chơi những loại bài khó. Cho nên rằng là tam cúc tứ sắc á, là quân to ăn quân bé, bài mình lên mà toàn là tướng sĩ tượng không á, là thấy chắc ăn rồi. Nhưng mà anh để ý là trong cờ tướng đó thì quân tướng lại là quân yếu nhất, đúng không? À, khác hẳn với lại tam cúc và tứ sắc. Thành ra tam cúc và tứ sắc là dựa trên thế đó, quân là to là ăn quân nhỏ, còn cờ tướng là khác. Cờ tướng dựa trên lực, quy luật của nó là lực, mà lực phát xuất từ đâu? Một cái viên đạn á, nó không có nghĩa lý gì hết nếu anh để nó trên mặt bàn, còn nếu bây giờ nó bay á, thì nó mới mới có lực. Thành ra lực nó nằm ở động, cho nên là quân xe là cái quân di động nhiều nhất, đi đi di động nhiều nhất, là quân mạnh nhất. Quân pháo cũng đi đi xa được, nhưng mà phải đi vòng, cho nên hơi yếu hơn một tí. Còn quân tướng á, danh thì to, sĩ thì tiếng tên tuổi thì to, nhưng mà đi đi chỉ đi trong cung thôi, giới hạn về về đạn, cho nên là yếu nhất. Thành ra hai cái loại bài đó là cái nguyên lý nó ngược nhau và phát sinh cho chúng ta như vậy. Hầu hết người người ta chơi cờ tướng, người ta chỉ biết ăn thua mà người ta không biết tới cái quy luật, tức là dựa trên động, dựa trên lực. Ngoài ra chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị một chút xíu về bài tổ tôm. Cũng rất nhiều người chơi ngày xưa đó, ở miền Nam Little Sài Gòn mình đó, có những cái hội đền hùng vân vân, thì nghĩa là người ta dở ra chơi tổ tôm.
là khoảng 5 bàn như vậy, ngày nào cũng chơi hết. Mà chơi riết là thấy vui quá mà chẳng thấy ai để ý hết, là bắt đầu chơi ăn tiền. Đó, không có lớn nhưng mà ăn nhỏ, suốt ngày các bà, các ông là cứ tụ với nhau mà chơi tổ tôm, nhất là các ông bởi vì bài tổ tôm khó chơi lắm. Các bà chơi tổ tôm là bởi vì ngồi chia bài cho các ông riết rồi là rành rồi cũng chơi, nhưng mà ít. Thế rồi về sau này cảnh sát nó biết nó dẹp. Dạ. Thế thì thưa quý vị, cái vấn đề là bộ bài tổ tôm đó, từ cả 100 năm trước nhiều học giả đã nghiên cứu là xuất phát nó từ đâu. Dạ, không biết nó từ đâu hết á. Cái hình ảnh trên đó, đó là những cái hình ảnh coi như là mộc bản, tức là khắc gỗ rồi in. Thế thì người ta thấy có một số những hình ảnh giống như là kimono, có cái thành này, có con cá chép này, có một cô gái này. Nhưng mà lúc đầu chúng tôi cũng tưởng là của người Nhật. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi gặp một cái cô tàu Trung Quốc á. Cô tới chỗ chúng tôi cách đây hơn 10 năm rồi. Thì chúng tôi mới hỏi thăm là nhân cái bộ bài tổ tôm, quý vị thấy rất đặc biệt. Là đề một chữ rất là to, bài tổ tôm, mà không có đề tiếng tàu, mà cũng chỉ có đề là made in Hồng Kông thôi. Nó lạ một cái là Hồng Kông làm mà bán cho người Việt, chứ còn chính người tàu cũng không có mấy người chơi nữa. À, nó lạ cái đó. Mà cái này là đặc biệt là người Bắc hay chơi. Thành ra tôi mới nhờ cái cô này, cô sống ở Thiên Tân nhưng mà bây giờ cô đang ở Nhật đó. Thì may quá ở trên cái bộ bài đó, nó có đề số điện thoại, chứ không đề cái gì khác hết, không tên, không địa chỉ, chỉ có số điện thoại Hồng Kông thôi. Tôi mới nhờ cô điện thoại qua Hồng Kông, làm ơn cô hỏi giùm tôi là cái bộ bài tổ tôm này nó xuất phát từ đâu. Đó. Đó, thì bên kia nó mới trả lời rằng là Yun Nam Pai, tức là Vân Nam Bia, là bài Vân Nam, tức là một vùng của Vân Nam họ chơi. Đó, nhưng mà các vùng khác họ không chơi. Cũng giống như bài chòi là miền Trung mình là chơi thôi, Bình Trị Thiên. Bài chòi là cái bài đặc thù của Việt Nam mình. Nó lấy từ cái bài tới ra và là cái trò chơi dân gian trong những dịp Tết. Thành ra bài tổ tôm cũng vậy, là bài của vùng Vân Nam cũng nhiều khác không biết. Nổi ghiền lên năm sẽ hát bài chòi cho anh nghe đó. À vậy hả? Mình chỉ nghe chứ chưa được nghe hát bài chòi. Dạ. Đó thì cái bài chòi là cái bài tới của Việt Nam mình. Ba mẹ nghe bài chòi suốt đêm anh. Dạ. Dạ. Anh Nam biết không, cái đặc biệt là như thế này, người Việt Nam mình, dân miền Bắc chơi tổ tôm rất nhiều nhá, rất nhiều, và họ cầm quân bài, họ quen, có 120 quân họ quen, họ đọc được, mặc dầu hầu hết họ không biết chữ Hán, nhưng mà cái quân bài đó đưa cho người Hoa và người Nhật hầu hết không đọc được, tức là người biết chữ Hán mà không đọc được. Đó, đó là cái đặc biệt của nó, cũng giống như quân cờ tướng. Bây giờ bảo mình viết, hầu hết viết không được đúng không? Nhưng mà nhìn là nhận ra quân nào quân pháo, quân nào quân xe, nhận ra được. Nhưng mà bây giờ bảo viết hay là nó nằm ở chỗ khác thì đọc không được. Đặc biệt là cái bài tổ tôm là bài của người Hoa, nhưng vì nó là của vùng Vân Nam thôi, cho nên rằng là hầu hết nước tàu, người tàu đọc không được và người Nhật đọc không được. Lý do tại sao? Lý do là một chữ Hán nó là một hình ô vuông. Ở đây cái ô vuông nó cắt đôi ra, nó thành ra hai ô, hai hình chữ Nhật cắt đôi ra. Thành ra hai cái chữ Hán á, nó thí dụ như nhị sách, nó viết chữ nhị sách, hay là tam sách, nó viết hai chữ liền nhau. Người Nhật và người Hoa cứ tưởng nó là một chữ là vì nó trong một ô vuông, thì họ bảo chữ này họ chưa thấy bao giờ. Đó. Và thêm một cái điểm nữa, số 3 là ba cái gạch ngang, thì ở trong bộ tài tôm nó lại chế ra, tức là fantasy giống như thiệp cưới mình. Bây giờ một người Tây, một người, tôi nói thí dụ như người Ả Rập đi, người ta đọc tiếng Latin rất là kém, mà Latin mình bây giờ bay bướm fantasy kiểu như thiệp cưới đó là họ đọc không được. Thì ở đây cũng vậy, tức là chữ Hán ở đây đó, thứ nhất là hai chữ là ghép là một trong một ô vuông là họ nhầm. Cái thứ hai nữa là fantasy, thí dụ như số 3 là ba gạch ngang, thì gạch ngang ở giữa đó, đầu ở trên nó có hai cái dâu lên, gạch ngang ở giữa nó viết thành còn có cái chấm, gạch ngang cuối cùng thì nó có một dâu. Nhưng cái đó họ không nhìn ra là số 3 là tam, đó, thành ra tam sách, họ nhìn thấy ở cái chữ sách này thì họ quen này, còn cái này họ không biết, mà họ không biết nó là hai chữ, họ lại tưởng nó là một chữ. Thành ra có một lần mà khi chúng tôi viết về cái này đó, chúng tôi coi trên TV của Nhật, tình cờ thấy một ông giáo sư, ông tên là Sakura, cũng là một học giả Nhật mà cũng biết về vấn đề Á Đông và Việt Nam nhiều lắm. Thì ông cũng giới thiệu cái bài tổ tôm trên truyền hình á, và ông bảo cái này có lẽ là chữ nôm. Thực ra thưa không, không phải chữ nôm. Nó là hai chữ Hán ghép lại với nhau, nhưng vì nó viết fantasy đi, thành ra mình đọc không được. Tức là người Hoa, người Nhật đọc không được. Nhưng mà dân Việt Nam không biết chữ Hán, nhưng mà chơi quen thì đọc được. Thành ra đó là cái mà tôi tình cờ tôi tìm ra được cái nguồn gốc của coi như bầu cua cá cọp cũng như là bộ bài tổ tôm. Thưa quý vị, cảm ơn Đỗ Thông Minh. Nhân cái dịp mà Tết nhất mà nghe mấy này đó, thứ nhất là nhớ nhà của anh. À, dạ vâng. Nhớ nhà của ngày nhỏ, tuổi nhỏ đó, chúng ta bầu cua cá cọp suốt cả đêm cả ngày, nhắc vào dịp Tết, rồi chơi sóc dĩa, chơi tổ tôm,
đủ thứ ra trời ơi. Dạ. Sống hiện tại nó mất đi, nó rất là buồn, nó giảm đi rất là buồn. Bao nhiêu thói, bao nhiêu thói quen truyền thống của mình bị mất đi rất là buồn. Thì và ngay cả những người chơi quen rồi đó, mà tôi vẫn nghe anh Minh nói chuyện một cách rất là say đắm. Yeah. Bởi ta có những chuyện ta không hiểu, chơi yeah. mà không hiểu, chơi mà không yeah. biết. Do nhỏ lớn lên thấy mọi người chơi như vậy, mình ngồi xuống mình cũng chơi như vậy, nhưng tại sao thì mình không biết tại sao. Đó thành thói yeah. quen. Nhưng mà đó là tại tôi thì cũng tình cờ ra anh chơi hồi nhỏ, chơi thì dở lắm, kể cả cờ tướng, nhưng mà mình lại thích tò mò là tại sao, luôn luôn đặt câu hỏi tại sao và từ từ tìm. Đó là có những cái rất là tình cờ, có khi nó lẩn quẩn trong đầu mình cả chục năm á, nhưng mà lúc tình cờ mình tìm ra được những cái nguồn gốc của nó thì thấy cũng thú vị, thành ra chia sẻ với quý vị. Quý vị đang nghe tiến sĩ học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản nói về những không có tiến sĩ nha anh, không có tiến sĩ nói về cổ tục của Việt Nam, một số trò chơi dân gian Việt Nam, và chúng ta tìm lại cái phần nguồn gốc của nó, ở đâu nó có, nó chơi như thế nào, nó xuất phát nước nào, làm đề đó. Nói chung là như thế này nè anh, nói chung là hầu hết những cái trò chơi cờ bạc của mình ảnh hưởng của người Hoa, kỳ lạ như vậy đó. Tức là người Hoa là cổ về cờ bạc. Anh có thấy là bài Tây 52 lá không? Mình không gọi theo tiếng Tây mà mình lại gọi theo tiếng Tàu. Tùng, thùng, phá, sảnh, cù lũ, binh, binh, sập sám chướng. Bài Tây mà mình cũng dùng tiếng Tàu luôn. Tức là thằng Tàu á, nó ảnh hưởng trước, xong rồi nó truyền qua mình. Đó. Đáng lẽ Pháp cai trị mình là mình ảnh hưởng bài Tây là mình phải nói tiếng Pháp chứ. Mình bài Tây mình chơi mình cũng toàn là nói tiếng Tàu không. Cho thấy rằng là Tàu là cờ bạc là khủng khiếp, và người Việt mình là chịu ảnh hưởng vấn đề máu cờ bạc của Tàu. Nhưng trong bối cảnh hiện nay nên giữ hay nên bỏ cái ảnh hưởng của Tàu ra? Đương nhiên nó có những vấn đề anh, có những cái vấn đề mà văn hóa đó. Thì ngoài cái chuyện của Tàu, tôi nghĩ cái nào tốt thì mình giữ, nhưng mà cái quan trọng là mình phải tài bồi cái văn hóa của mình, và đồng thời mình thu nhập thêm cái văn hóa của Tây Phương. Còn vấn đề chính sách về kinh tế, đó, về chính trị mà nó chèn ép mình thì cái đó đương nhiên mình phải chống để mình giữ cái sự độc lập của mình. Còn văn hóa rất nhiều thứ thì người ta nói đó là di sản chung của thế giới rồi. Nếu bây giờ tôi nói thí dụ nhá, có vài người quá khích, ô bây giờ nhìn tiếng Tàu là ghét, là chửi, sùng hết. Tôi bảo vậy thì cái chữ quốc ngữ nó cũng đâu phải của mình đâu. Tức là cách đây 5-7 năm ở trên Bangkok sinh hoạt, có một cái cô ở bên Mỹ về Việt Nam. Cô này trẻ thôi, cô về cô thấy bàn thờ có những cái chữ Hán đó. Cô nói giờ này mà còn để những cái chữ Hán đó nữa, thành ra cô nói đó, nếu mà còn để những chữ Hán đó nữa, cô không về Việt Nam nữa. Tức là trên bàn thờ đó, cô nói tại sao không để chữ quốc ngữ của mình. Thì quý vị thấy không, quốc ngữ cũng đâu có phải của mình. Chữ Hán nó đi với mình hơn 2000 năm rồi, còn chữ quốc ngữ đi với mình mới 200-300 năm rồi. Thành ra nó chỉ là phương tiện thôi. Thành ra chúng ta hãy coi rằng chúng ta đã từng ở Động Đình Hồ, ở Hoàng Hà Dương Tử, chúng ta đi xuống, chúng ta cũng đã ở trên đó, chúng ta cũng đã có góp cái phần văn hóa của chúng ta đó. Và ngày hôm nay khi chúng ta thấy tiếng Anh là một nhu cầu chúng ta học, thì đâu có nghĩa rằng là tại Mỹ ngày xưa đó, tao Việt Cộng là Mỹ là xâm lược thì không học tiếng Anh, bây giờ là kéo nhau đi học tiếng Anh là đông hơn bao giờ hết. Thành ra cái ngôn ngữ nó chỉ là phương tiện thôi, cái quan trọng là cái chính sách về chính trị và kinh tế đó có tôn trọng chúng ta hay không, và chúng ta có đủ cái tiềm năng để giữ cái chủ quyền chúng ta hay không, chứ không phải là cái chữ viết. Nhân dịp này cũng Tết, năm Tết năm hết Tết đến năm 2, 3, 4, cái như tục lệ đầu năm thì anh có thể nói tóm tắt ngày đầu năm mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 mình làm cái gì không anh? Thí dụ ngày mùng 1 lễ cha, mùng 2 lễ mẹ, mùng 3 lễ thầy, ví dụ những cái lễ tục đó anh. Việt Nam mình thì cũng khá nhiều phong tục về Tết, lại bị ảnh hưởng Tây Phương, cho nên mình ăn Tết Tây xong rồi bắt đầu mình lại còn ăn Tết Ta nữa. Thì cái Tết Ta của mình nó quan trọng nhất là từ trước, từ ngày 23 là đưa ông Táo đó về trời, rồi sau đó đón ông Táo về, và đặc biệt nhất là đêm giao thừa là quan trọng nhất đó. Thì đêm giao thừa Việt Nam mình có cái tục gọi là sông đất, thành ra thường thường ai đi đâu thì đi. Lễ hội ở đâu đông đảo gì đi chăng nữa thì trước 12 giờ cũng cố gắng về nhà. Đó là cái quan niệm của mình. Thì cái này khác Nhật là Nhật không có sông đất, cho nên là họ đón giao thừa đó là mà linh thiêng nhất đối với họ là ở ngay tại đền hay chùa. Thành ra thí dụ cái đền Minh Trị đó thưa quý vị,
là thờ ông Minh Trị là coi như ông vua nổi tiếng, thiên hoàng nổi tiếng nhất của Nhật đó, thì đền ngay tại trung tâm Tokyo, nhưng mà xác ông thì chôn ở Kyoto, tức là quê hương ở dưới Kyoto. Thế thì từ cổng mà đi vào đó, ngày thường đó mình đi chừng 5-7 phút, còn nếu mà cái ngày đêm giao thừa đó mà không bị Covid đó thì xếp hàng đi từ cổng vào mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà người Nhật rất là trật tự ngăn nắp, nghĩa là một đêm và Tết đó, mà đêm là đông nhất thì tổng cộng là 3,5 triệu người đi cái đền Minh Trị, nhưng mà riêng đêm không đó, tôi nghĩ là gần 3 triệu người. Thế thì họ hay cái là họ quen rồi, chỉ cần một đại đội cảnh sát thôi chia ra thì cắt những cái người đó ra thành từng khối như là đi diễn binh đó, anh thấy ông đi từng khối người như vậy, khi nào ông cảnh sát ông cầm cái bảng mà ông đi ông nhích đó, thì mới nhích, và chung quanh là giăng cái dây, tất cả người đứng ở trong cái block đó đó, ông đi thì đi, thành ra họ quen rồi, họ không có ai mà chen lên, mà chen lên cũng không được, nó chen lên ở trên nó chặn không lên được, thành ra bắt đầu mà xếp hàng, thí dụ như 12 giờ đêm mà họ bắt đầu mà mình 10 giờ mình mới tới thì bắt đầu nó đã đầy rồi, 11 giờ là đầy người rồi, thành ra đứng từ cổng đi vào thì mất khoảng khoảng 2 tiếng đồng hồ, mà trời đêm rất là lạnh. Và vào tới trong sân, nó thay vì cái thùng phước sương như bình thường thì bây giờ 1/3 cái sân trước cái chính điện đó thì nó rải chiếu ra, nó làm thành cái thùng phước sương, bởi vì hàng triệu người như vậy thì không thể dùng cái thùng phước sương nhỏ được, và một hàng rào cảnh sát giã chiến phải đeo mặt nạ đứng đó, bởi vì người ta quăng tiền, ngoài cái tiền giấy nó có tiền cát nữa, nhiều người ta cho vào, để dành trong cái túi đó, tới hôm đó họ cho vào cái túi họ quăng, cho nên cảnh sát giã chiến là phải đeo mặt nạ và có cái khiên, chứ nếu không mà nó quăng trúng đầu thì chết. Rồi anh biết không, sau khi một đoàn người vào thì lại có cảnh sát ở bên hông đẩy ngang ra, lại đi ra, lại tới tiếp vào, lại đi ra tiếp vào, đi ra, cứ vậy một đêm không là có 3 triệu người, tổ chức rất là hay, chứ không giống như thị nghè mình ngày xưa thời ông Diệm mà tổ chức mà chen nhau mà chết vì thị nghè. Việt Nam mình tất cả những cái đi đền đền Ấn, đền Trần vân vân là treo rồi leo lên đầu nhau vân 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 vân, còn Nhật đó thì nó rất là trật tự. Có một điểm quan trọng là như thế này, người Nhật đã đốt pháo bông, pháo nổ, ăn dưa hấu, rầm rộ lễ hội lớn là vào mùa hè, là nghỉ mà làm vào mùa hè, trong khi Tết đó thì họ cũng làm lễ hội nhưng mà lại rất nhỏ và rất êm đềm, tức là họ muốn lắng lòng đó, nghỉ ngơi và coi như là coi như cảm nhận cái sự biến chuyển của thời gian từ năm cũ sang năm mới đó, thành ra Tết đó thì cũng có những lễ hội nhưng mà nó lại nhẹ nhàng, nó êm đềm hơn, và đêm hôm đó họ bắn một ít pháo bông thôi để đánh dấu là qua năm, và sáng đó thì người ta leo lên núi hoặc ra biển để ngắm mặt trời mọc, bởi vì họ là con cháu Thái Dương Thần Nữ mà, ngắm mặt trời mọc từ chân trời đi lên, thì đó là cái sinh hoạt của Nhật. Còn về tôn giáo thì người Nhật hiện nay nó theo tôn giáo gì anh? Tôn giáo của Nhật họ có một tôn giáo riêng, đó là thần đạo anh, là Shinto đó, tương đương với đạo gia tiên của mình, nhưng mà họ có hệ thống chặt chẽ hơn, có cả đại học, và ở cả nước Nhật nó có khoảng 80.000 cái đền và 80.000 cái chùa, thành ra đối với bên Nhật này, Phật giáo và thần đạo hai bên có thể là gọi là chơi với nhau được. Thần đạo á, là giống như mình, chỉ có một vài câu chuyện truyền thuyết đơn giản thôi, giống như chuyện chuyện Lang Liệu, chuyện Tiết Liêu, rồi chuyện Dưa Hấu, hay là chuyện Xuân Tinh Thủy Tinh, nó chỉ có vài chuyện đơn giản thôi chứ không có kinh điển giống như Thiên Chúa giáo và Phật giáo, nhưng mà họ giữ cái truyền thống đó rất là tốt. Mà quý vị thấy Thái Dương, Dương thường mình hiểu là nam nhưng mà lại đây là nữ thần, Thái Dương Thần Nữ. Và cái tôn giáo này nó lên tới khoảng 100, cỡ 108 triệu người. Thứ nhì á là Phật giáo, khoảng 90 mấy triệu cho tới 100 triệu. Thì quý vị thấy như vậy nó quá đông so với cái dân số đúng không? Thành ra có những người Nhật đi theo cả hai tôn giáo. Tức là sanh ra là thần đạo nhưng mà chết đi thì lại muốn theo Phật giáo, bởi vì vì sao? Tức là tái sinh luân hồi. Thế rồi tuổi trẻ có một số ít nha, có một số ít tuổi trẻ thì khi làm đám cưới lại thích làm ở nhà thờ tại nó đẹp. Họ cho là đẹp, làm nhà thờ nó đẹp. Mà thường thường là nhà thờ Tin Lành, bởi vì nhà thờ Công giáo thì anh phải là tín đồ, phải mọi thứ khó khăn. Còn đây đó, họ không theo tôn giáo nhưng mà họ chỉ làm lễ thôi, cho nên hầu hết họ đóng tiền làm lễ ở nhà thờ Tin Lành. Đó là cái đặc biệt. Tham cũng ngạc nhiên khi mà Trâm đọc cái tài liệu gần đây đó, thì thấy cái số mà tín đồ của Thiên Chúa giáo tại Nhật nó còn rất ít, mặc dầu Nhật là quốc gia đầu tiên của Á Châu kênh tân hóa theo phương Tây, Đúng, nhưng mà tại đúng. sao đó, lý do là sự phát triển của Thiên Chúa giáo tại Nhật bị chậm quá như vậy anh? Đó là quốc gia đầu tiên
phát triển theo phương Tây thì phải là quốc gia Công giáo đông nhất. Dạ, Thiên Chúa giáo cũng theo những cái đoàn tàu buôn các ông cố đạo tới vào từ thế kỷ thứ 15 trước mình nữa. Và họ Romanji hóa cái tiếng của họ đó, tức là Latin hóa đó, là cũng những nhà thời mấy ông cố đạo đó. Đó. Rồi sau đó, đây là một thuyết thôi nhé, sau đó khi mà họ qua Hội An mình làm ăn đó, mình mới thấy vậy đó, mình mới ảnh hưởng bởi cái đó và mình cũng coi như là Latin hóa tiếng Việt. Đây là một thuyết thôi, không phải là chắc chắn. Nhưng có một điều chắc chắn là các ông cố đạo đã tới Kiêu Xíu trước và đã Latin hóa. Đó, bởi vì mình biết là trên thế giới này có rất nhiều ngôn ngữ, nhưng mà hầu hết đều có thể Latin hóa được hết. Bây giờ thí dụ mình viết bằng tiếng Tàu hoặc là người ta viết bằng tiếng Ả Rập, anh đọc không được, nhưng mà mình viết bằng tiếng Latin thì anh đọc được. Thành ra cả thế giới bây giờ là vấn đề phiên âm quốc tế là một, thứ hai là viết gì thì viết gửi thơ cho nhau. Đó, địa chỉ ít nhất phải viết bằng Latin thì cái ông phát thơ ông mới phát được chứ. Bây giờ cầm một cái địa chỉ bằng tiếng Tàu mà gửi cho một người ở bên Mỹ làm sao ông phát thơ ông đi ông phát được. Thành ra cả thế giới là hầu hết đều Latin hóa. À, tiếng Nhật cũng vậy, nhưng họ không dùng. Không dùng là bởi vì nó có những cái đặc thù của ngôn ngữ của họ, tức là đồng âm dị nghĩa. Thí dụ như chữ chữ Kỳ, ông Kỳ đó, nó 25 chữ Hán ạ. Cho nên mình phải hỏi là ông chọn cái chữ nào. Còn trong tiếng Nhật đó, thí dụ như chữ Yoshi đó, thì nó tới 300 chữ Hán ạ. Mà trung bình một chữ Hán đó, nó có hai âm, hai nghĩa, tức là 600 nghĩa. Cho nên mình gặp một người Nhật, mình hỏi Yoshi là gì, họ không trả lời được. Hỏi Sho là gì, là To là gì, thì họ không trả lời được. Cho nên tiếng Nhật, trong tiếng Nhật vẫn phải có chữ Hán là cái nòng cốt để mà hiểu nó là chữ gì. Thí dụ tên Minh này, có 5 chữ Hán này. Đó, Minh là vừa là thông minh là sáng, mà dừng U Minh thì Minh đó là tối. Rồi Minh là đồng Minh là khác nữa, Minh là con chim hót lại là khác nữa. Thế nhưng cũng một chữ mà nó 4 nghĩa, 5 nghĩa, trong khi tiếng Nhật chữ Yoshi tới 300, 600 nghĩa là. Thành ra vì vậy cho nên Nhật không dùng được. Còn Tàu á là như thế này, Tàu có 8 ngôn ngữ chính. Nếu phiên âm vậy chọn ngôn ngữ nào bây giờ? Nếu bây giờ lấy tiếng Quan Thoại là cái tiếng Trung để mà phiên âm, nhưng mà người Quảng Đông người ta nói bằng tiếng Quảng Đông, cho nên anh phiên bằng Quan Thoại thì người Quảng Đông họ không không đọc được, người đi học đọc được, người thường không đọc được. Cho nên là tiếng Tàu nó 8 ngôn ngữ chính là không phiên âm được, không chọn tiếng nào được. Cho nên người báo ngoại quốc vẫn viết những cái tên địa danh nhân vật bằng tiếng Latin, nhưng mà chúc chúc thì được. Còn cả một cái văn bản mà viết bằng tiếng Latin thì không dùng được. Cho nên rằng là người Hoa vẫn giữ chữ Hán là cái ngôn ngữ chung của cả nước Tàu. Mà không những thế, các nước chung quanh ngày xưa là vùng văn hóa chữ Hán đó, Việt Nam, Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan, Triều Tiên, Mông Cổ vân vân dùng chung với nhau được. Còn nếu mà viết phiên bằng Latin, thí dụ như vậy, người Quảng Đông không đọc được tiếng Quan Thoại, người Quan Thoại không đọc được tiếng Quảng Đông, hoặc tiếng Hẹ, tiếng Tiểu, vân vân. Cho nên rốt cuộc trong tất cả các nước thuộc chữ Hán, duy nhất Việt Nam mình là cái ngôn ngữ khó nhất về âm. Mất gần 300 năm mới hoàn bị được cái hệ thống phiên âm ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đang lắng nghe cuộc nói chuyện của học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Anh có rất là nhiều sách, anh nhiều sách lắm thưa quý vị. Và trong rất là đầy sách của cái văn hóa Việt Nam, văn hóa hiện đại, văn hóa cổ đại Việt Nam. Thì nhân cái mùa Tết hôm nay đó, về có gì liên quan đến Việt Nam, anh muốn nói về Tết nhân dịp này không thưa anh? Có thêm một cái chuyện như thế này anh. Cái chuyện lang liệu Hùng Vương thứ 6 khi vua cha muốn chuyển ngôi cho con, mới nói rằng là hoàng tử nào mà dâng cho ta một món ăn ngon mà có ý nghĩa nhất thì ta sẽ chuyển ngôi. Quý vị nhớ chuyện đó không? Thì Lang Liệu là nhà nghèo, tất cả các anh em là lên rừng xuống biển là tìm sơn hào hải vị. Lang Liệu nhà nghèo cho nên là chỉ lấy những cái nông phẩm của ruộng vườn ra thôi, cho nên làm bánh dày và bánh chưng. Thế thì khi mà Lang Liệu dâng bánh dày bánh chưng cho vua cha cũng giống như các anh em khác, thì vua cha đã chọn Lang Liệu để chuyển ngôi. Tại sao vậy? Bởi vì thực ra cái đó nó là triết lý bánh dày và bánh chưng. Bánh dày là tròn tượng trưng cho mặt trời và bánh chưng vuông tượng trưng cho đất. Đây là cái người hiểu được đạo trời đất, đó là đạo lớn, cho nên xứng đáng để mà lãnh đạo muôn dân. Đó, chứ không phải giống như các công anh đi tìm món ăn ngon thì cái đó là chỉ có hại dân thôi. Bắt lính tráng phải lặn xuống biển là lên rừng, đó đi săn thú vân vân. Chẳng khi đằng này đã lấy chính những cái sản phẩm của chính người dân làm một cái bánh có ý nghĩa là bánh dày bánh chưng. Nhưng tiếc rằng anh Nam thấy không? Câu chuyện nó hay như vậy mà tại sao Tết mình chỉ có bánh chưng thôi? Rồi tới miền Nam thì có bánh tét thôi, không ai nói tới bánh dày cả. Chẳng thấy đâu viết cái câu chuyện làm bánh dày cả. Trong khi nước Nhật là con cháu Thái Dương là nữ, cho nên nước Nhật đó là bánh dày khắp nước quanh năm luôn, và đặc biệt là dịp Tết.
thì đặc biệt nhất là người Nhật rất là dành về bánh dày, và họ làm những cái nhỏ để trên bàn thờ cho tới những cái lớn khổng lồ ở những đền chùa, và thành ra người Việt mình không rành bánh dày. Thì thưa quý vị biết không, người Nhật hay một cái là mình á, là bánh dày là thường thường các tiệm Bắc họ bán thôi, người Nam không ăn bánh dày. Thì bánh dày của mình là bánh dày tươi, đó là nấu bằng nếp, chỉ có giã thế thôi. Thế còn người Nhật á, là họ có bánh dày khô, và có, họ có hai loại, mình nhớ không, hồi tiểu học mình học, cho một hình chữ Nhật, hình chữ Nhật nó là như thế này này, đó, nó bằng khoảng đường 3 ngón tay, 2 ngón tay, đó là cái bánh khô. Mỗi cái bánh như vậy họ làm khô và họ cho vào một cái bao riêng, họ gói chung một cái bao nửa ký hay một ký, bởi vì để ở ngoài nó mốc, mình không có bánh dày khô đó, nó cứng như gỗ vậy đó, nhưng mà khi mình nướng á, thì nó dẻo ra anh ạ. Đó, dẻo ra xong rồi họ kẹp họ ăn, nhưng mà họ lại không có cái lối kẹp chả giò hay là chả quế như mình, mà họ ăn có khi là chấm với lúa mạch rang giống như thính của mình đó, hoặc là với rong biển, hoặc là họ cho vào chè, mà họ là chỉ có chè đậu đỏ, không có chè đậu xanh, họ chỉ thích đậu đỏ thôi, họ cho vào chè giống như bánh trôi nước của mình. À, thành ra người Nhật đó là Tết đó là toàn quốc là vệ sinh, đầu tiên là vệ sinh ở hãng, còn ngày cuối á, là trước đó Tết chừng 1-2 ngày là vệ sinh tại cái khu mình ở, thì một toán lo vệ sinh, một toán lo giã bánh dày cả nước luôn, đó là phong tục cả nước luôn. Thành ra tôi kinh nghiệm thấy đó, sau khi coi như là đầu sôi rồi đó, đầu nếp rồi đó, giã chừng 20 phút thì được một giác như vậy, thì bắt đầu mới chia ra, người mà làm vệ sinh xong á, thì tới bức cho mỗi người một miếng, cộng thêm với lại cái rong biển, hoặc là nếu mà cẩn thận nữa thì nấu chè đậu đỏ, hoặc là thính, tức là bằng bằng bột có như là lúa mạch rang đó, là người Nhật là ăn bánh dày rất nhiều, kể cả kem cũng bằng bánh dày luôn. Dạ, người Nhật ăn bánh dày nhiều lắm. Dạ, còn mình thì bánh dày ăn lai rai thôi, chứ Tết lại chả thấy đâu bánh dày, mà chẳng ai kể cái câu chuyện là làm bánh dày như thế nào, thành ra câu chuyện rang liệu thì rất hay, mà tới con cháu tự nhiên mất đi cái bánh dày. Dạ. Bây giờ từ từ sau một thời gian mà sống với ngồi sôi chủ nghĩa thì cả như là cái văn hóa dân tộc nó bị mất gần hết, thì có thể nói là những thông tục tập quán bị mất đi rất là nhiều lắm anh. Ngôn ngữ, sự khí không, nhưng mà anh ơi, có một điểm như vậy, cộng sản nó rất là mê tín. Một năm như vậy ở Việt Nam khoảng dường như 5-8 ngàn cái lễ, nhưng mà lễ nó mang tính chất nghĩa là mê tín nhiều lắm đó. Tức là anh biết là mình có cái tranh thủ ấn họa đó của làng Đông Hồ đó, nổi tiếng nhất Việt Nam mình, hiểu không, khắc gỗ mà đối với Việt Nam mình thôi. Cái làng này đó rất là phất, phất có nghĩa là tiếng Bắc, đó là giàu có lên đó. Nhưng mà giàu có mà nhờ cái gì, nhờ bán hàng mã, tức là bỏ làm tranh Đông Hồ mà quay sang làm hàng mã đó. Dân gian bây giờ là cứ người chết là cúng nhà lầu với xe hơi, kể cả đô la với lại smartphone, iPhone. Nhất là cái phong trào mà ngoại cảm vừa rồi đó, bây giờ thì nó xuống rồi, nhưng mà làng Đông Hồ của mình tức là bị biến thái, đi vào cái hủ tục mà đáng lẽ là làm tranh Đông Hồ đấy, đi bây giờ để cho con ít bán làm rẻ mà không ai buồn quan tâm tới hết, nhưng mà cái làng nó rất là giàu là nhờ hàng mã. Thì nói đúng ra mình nói về cái sự giữ gìn và phát triển cái văn hóa Việt đó, văn hóa gốc bản Việt đó, càng ngày càng đáng buồn anh. Và tôi cho rằng với tình trạng mà suy sụp và phá hủy hiện nay đó, thì trong thời gian không tới một thế kỷ nữa, cái người Việt thế kỷ thứ 22 đó, thì sẽ sống một nền văn hóa hoàn toàn khác của người Việt bây giờ, và những cái giá trị tinh thần cổ truyền dân tộc mất hết, điều đó có đáng buồn. Thì quý vị muốn lưu giữ vấn đề đó thì một trong những cái tủ sách quý vị nên đọc là đọc sách Đỗ Thông Minh. Mình có một cuốn sách về văn hóa anh ạ, một cuốn sách về văn hóa kể như chuyện văn hóa. Tôi có rất là nhiều sách trong nhà là của trước năm 75 giữ lại, thì đó là bộ sách của văn hóa Việt Nam, không? Minh Việt Nam, phong tục Việt Nam, của từ Toan Ánh tới Nguyễn Hiên Lê tới nhiều thứ lắm. Chúng ta hồi trước có những cái tay bút và có thể nói là vô cùng vĩ đại về văn hóa, thì ngày nay chúng ta cảm thấy là không còn cái bút nữa, đó điều đáng buồn. Thì tôi nghĩ những ngày sắp tới mình cũng có còn chút thời gian với Trần Thế, nhiều khó gửi đến cho thế giới hậu sinh thêm một số tác phẩm về văn hóa cổ tục của Việt Nam. Tới bây giờ thì viết được khoảng chừng 25.000 trang rồi anh, tức là sách mà xếp ra là bằng nguyên cái sải tay này, tức là cỡ 50 cuốn trên 500 trang, 50 cuốn.
Và nếu mà ở tại Mỹ và tại Việt Nam mà mấy bà con muốn đọc sách con thì lấy đâu mua đâu anh Minh? Sách thì bây giờ anh biết là các tiệm sách đóng nhiều lắm rồi. Cái nhà sách nổi tiếng nhất ở Little Sài Gòn mình là Tú Quỳnh bây giờ đóng rồi. Nhưng mà còn Tự Lực. Thì Tự Lực đó, họ hay cái là họ quản lý bằng computer và họ bán mà khắp thế giới, họ nhận thẻ tín dụng. Thành ra bây giờ đó, hải ngoại mình đó, muốn mua sách, kể cả một vài sách Việt Nam mà nghiên cứu biên khảo họ cũng bán nữa, thì chỉ còn có nhà sách Tự Lực thôi. Còn đại đa số là đóng cửa rồi. Anh ở San Jose thì anh biết đó, nhà sách của anh Tâm cũng đóng cửa rồi. Đó, hầu hết là đóng cửa. Tại vì Internet, hàng ngày người ta lên Internet nữa là hết thời giờ rồi, mất ăn mất ngủ luôn rồi, mà quá nhiều tin tức cập nhật, thì không ai đọc sách. Nhưng có điều là đôi khi tin của Internet thì fake news cũng nhiều, thành ra mình phải để ý, bị kích động vì cái đó, thành ra đôi khi nó cũng là cái họa cho mình. Như vô tự lực .com hay sao anh? À, cứ đánh chữ nhà sách Tự Lực là ra, có một chữ Tự Lực là cũng ra nữa, trong trong Google. Chỉ có một duy nhất một nhà sách đó thôi. Thành ra họ họ liệt kê tất cả các sách luôn, mình coi được hết các sách, rồi giao dịch, rồi trả tiền qua thẻ tín dụng là được. Thành ra bây giờ trên toàn thế giới chỉ có cách đó thôi. Cho nên cái cách đó là chắc năm phải làm anh Tự Lực chứ nhà sách. Cứ đánh nhà sách Tự Lực là xong rồi. Thì đó là trước khi chia tay vấn đề văn hóa Việt Nam nhân dịp cuối năm, anh còn gì để nói không? Giống như anh Nam đó, theo tôi nghĩ thì cũng có những cái trò chơi và những cái phong tục của mình một phần nào nó bị mai một đi. Nhưng mà đôi khi chúng tôi cũng tình cờ thấy ở trên Internet có những người người ta chịu khó, người ta sưu tầm lại những trò chơi giống như giải danh, đánh banh vân vân đó, thì họ vẽ ra hoặc là họ quay lại cái cảnh chơi đó. Thành ra nếu mà mình coi lại thì mình cũng nhớ được cái tuổi thơ của mình. Nhưng mà thời đại này thì chắc không ai chơi cái đó nữa. Con nít bây giờ toàn là game, game trên computer. Đó, thì nhưng mà một vài cái điểm chính thì tôi nghĩ vẫn vẫn còn anh ạ. Những cái điểm chính trong cái sinh hoạt Tết ngày đầu năm kiêng cữ hoặc là sông đất rồi mừng tuổi vân vân. Thí dụ như thời gian gần đây ở bên Mỹ có một số người đó là không chịu dùng cái bao lì xì nữa, tự làm cái bao riêng, đó là tiền mừng tuổi. Đó là mình nên ủng hộ cái đó để mà mình Việt Nam hóa cái những cái sinh hoạt đó đi. Năm đi một vòng quan sát, năm thấy có hiện tượng mà năm lo sợ đến mức độ như này năm. Cái ngày trước đó, là chúng ta thấy người tàu họ đi qua ngoại quốc mấy trăm năm nay rồi, họ đến Mỹ thì mà nơi rộng bành trướng Mỹ từ miền Đông đến miền Tây đó, đến giờ này mà họ còn giữ được tiếng tàu, họ có khu phố người tàu. Bùa đó họ chi xe đến tàu không, ở văn hóa tàu rất là mạnh. Mà riêng Việt Nam có tốc độ mà mất văn hóa nó cao quá, nó nhanh quá. Bây giờ chẳng hạn như trong hầu hết gia đình Việt Nam á, bây giờ trẻ con nó lớn tới bên này đó, nó lấy vợ, lấy chồng hoặc là người Việt hoặc không phải người Việt, rồi sinh con đẻ cái ra, có thể họ Việt, tên Việt, có thể không phải. Nhưng mà cái tốc độ mất ngôn ngữ và văn hóa nó nhanh quá. Ở mức độ tôi nghĩ là một trong những dân tộc mất nhanh nhất. Việt Nam mất một trong những dân tộc mất nhanh nhất chứ không phải gì nhiều được. Thì có thể nói cộng đồng mình ở Mỹ là còn đỡ đó anh, ở những cái nơi đông người đó, thí dụ như Nam Cali mình có 70-80 trung tâm, là Bắc Cali mình cũng có vài chục trung tâm. Chứ còn ở bên Nhật thì yếu lắm, ở bên Pháp tuy là đông nhưng mà qua nhiều đợt khác nhau rất là rời rạc, rất là ít lớp tiếng Việt ở bên Pháp, rất là yếu. Mạnh nhất đó là ở bên Úc, bởi vì chính phủ Úc trợ cấp một em đi học tiếng Việt thì phụ huynh trả một nửa, chính phủ trả một nửa, và cái tín chỉ tiếng Việt được công nhận ở Úc. Canada cũng khá nhưng mà gần gần bằng Úc thôi. Chính phủ khuyến khích đa văn hóa, còn Mỹ là khuyến khích là hòa đồng, cho nên chính phủ Mỹ hầu như không có chương trình chấp nhận cái đó rộng rãi. Nhưng mà Úc là dạy tiếng Việt tốt nhất các em ở bên Úc. Tôi đi bên Úc các em cũng... qua ở bên này là lễ Giáng sinh. Yeah. Tôi các con các cháu nó mới tập trung lại, cả nguyên gia đình tập trung lại. Bỗng dưng tôi suy nghĩ và buồn. Suy nghĩ buồn là sao? Bởi nhìn lại thế hệ mà tức con mình cũng là nói tiếng Việt đã khó rồi. Cháu mình bây giờ nó thuần túy, nó không còn Việt nữa. Thuần túy nó còn mang cái họ mà nó cái họ đó mình nói chuyện nó cái họ nó cũng không ra chữ Nguyễn nữa. Anh biết không? Dù nó mang họ Nguyễn nhưng mà
ta cứ làm cái vỏ thì Việt Nam, cái họ và cái ruột đó là không còn cái chất Việt trong đó đâu. Bỗng nhiên mình đừng đâu xa nhìn trong nhà mình, mình còn nghĩ mình mà còn sống đó, mà như vậy thì còn 5-30 năm nữa khi mình mất đi rồi đó anh biết không, thì tới thế thứ hai thứ ba nó lên nữa đó, thì coi là một cái tốc độ mất văn hóa của mình, mất chất Việt mình nhanh quá, nó nhanh quá đến mức sợ hãi luôn anh biết mình biết không. Thì cái chuyện như vậy chúng tôi có cũng có một ý định là một giống như một lời kêu gọi nó vô vọng, nhưng mà có còn hơn không biết là chúng ta làm công việc gần như là xe cát giả tràng vô ích, nhưng mà có còn hơn không là phải có một cái nên cái giữ gìn lại phong tục Việt, văn hóa Việt ở ngoại quốc mất đã đành, trong nước bây giờ tôi nói chuyện với một con cháu của trong gia đình tôi cũng vậy anh, mất văn hóa rất là thê thảm. Minh ở bên Nhật và Minh đã hai lần qua dự cái khóa hội thảo và sư phạm, bổ túc sư phạm ở Cali rồi đó, năm 70, năm 98 và năm 99, tức là lần thứ 30 và 31, chỉ có năm nay là không đi được thôi. Chính mình từ bên Nhật mà mình qua, mà trong đó lại mỗi năm đều có người Nhật nhé, họ học tiếng Việt, họ cũng qua dự cái khóa đó. Đây là kể với anh là bởi vì bên Nhật chỉ có khoảng 30 người Việt, 30.000 người Việt định cư thôi, rải rác gần bằng cả cái Cali, cho nên rằng là đã có nhiều cố gắng mở lớp mà rồi thường là không thành. Đó là phụ huynh riết là lười đưa con đi, và thành ra rốt cuộc là không thành. Thành ra cũng như con tôi chẳng hạn, như nó học tiếng Việt cái kiểu kiểu mà tiếng Việt mà bõm, anh biết nó nói một câu gì không? Ví dụ như nó thấy nó nói cái ly nó té một mình, tức là cái ly nó bị đổ ra, thì nó nói là cái ly nó té một mình, tự nó té đó. Thì con, đừng nói đổ. Con trai nó vậy, nó nhờ năm bế đứa con á, nó ông nội cầm cầm cháu cho con, cầm phải bế, phải bồng, phải ấm. Cái tiếng Việt của cái thầy bây giờ đó, do vậy cái một cái mục tiêu rất là cấp bách cộng đồng người Việt chúng ta là giữ gìn văn hóa của người Việt, ngôn ngữ người Việt. Bởi vì không á thì đừng nói nó trở về Việt Nam sau này cái đất nước thanh bình này nọ, nhưng ngay cả bên Mỹ chúng ta không còn, cũng không còn người Việt luôn. Mình không viết cái cuốn sách là Vui học Việt Hán Nôm anh ạ, in tới lần thứ 5. Tức là phát hành được 5.000 bản là anh biết là khá lắm ở hải ngoại. Và lúc đầu đó thì tại vì mình dạy tiếng Việt cho người Nhật với cho các em đó, thành ra mình với lại chữ Hán với Nhật nó trong cái tiếng Việt mình có nhiều chữ gốc Hán Việt lắm. Thì vì vậy cho nên mình có cái lợi đó, thì từ từ mình ngồi mình biên soạn ra. Thành ra thí dụ, mình nói thí dụ anh thôi, bây giờ người ta nghe tới chữ bức xúc hay là tới ôi cái tiếng Việt cộng không dùng. Nhưng mà thực ra không phải, chữ bức xúc là tiếng Hoa và từ thời cụ Huỳnh Thúc Kháng, tức là năm cỡ 1910 cụ đã dùng rồi. Trước khi có Cộng sản đã có từ bức xúc. Nhưng miền Nam chữ đó nó khó quá, miền Nam mình không xài, tự điển Hán Việt mình nhỏ quá không ghi vào, nhưng miền Bắc nó sát tàu cho nên nó vẫn còn dùng, cho nên họ chỉ dùng chữ bức xúc họ đem vào. Đó, rồi mình kết luận ngay là của Cộng sản không phải, mà hầu hết mọi người cũng không hiểu bức xúc là gì nữa. Người ta chỉ hiểu bức xúc là coi như là người nóng khó chịu thôi, nhưng mà thực ra không phải. Bức á, là bức bách, tức là ép buộc. Xúc ở đây á, là xúc tiến á, bắt buộc phải làm. Thí dụ như Cộng sản nó nói tham nhũng là một vấn đề bức xúc, tức là tham nhũng là một vấn đề phải giải quyết ngay, đó là bức xúc. Bức xúc là phải giải quyết ngay, mà khi phải giải quyết ngay thì thường thường mình nóng. Thí dụ như vậy, bây giờ tới giờ ra phi trường rồi mà không tìm thấy passport, không tìm thấy vé máy bay là cuống cuồng cuồng lên, thì anh thấy không, tức là cái gì phải giải quyết ngay thì đâm ra cuống và nóng giận. Thành ra người Việt mình hiểu cái nghĩa phái sinh nhiều, tức là ok mày đừng có bức xúc nữa, hay bình tĩnh lại đừng bức xúc. Cũng giống như chữ vệ sinh, vệ sinh đâu phải là sạch sẽ anh. Vệ là bảo vệ, sinh là sự sống. Vệ sinh là cái sứ mạng của ngành y khoa đó, là bảo vệ sự sống. Nhưng mà trong cái vấn đề bảo vệ sự sống, quan trọng nhất là sạch sẽ. Cho nên người ta hiểu chữ vệ sinh là sạch sẽ nhiều. Rồi đôi khi đi cầu cũng gọi là đi vệ sinh luôn. Nhưng mà vệ sinh chính ra là bảo vệ sự sống. Đó, đó là như vậy. Do vậy cái tiếng Việt mà khoảng chừng tôi nghĩ nếu chúng ta có việc mà chết đi rồi đầu thai lại một lần nữa, lớn lên học tiếng Việt tại hải ngoại á, thì tiếng Việt của tại hải ngoại bây giờ đã làm tiếng gì đó chứ. Cho nên sau này mình hiểu được cái người Anh và người Mỹ khoảng cách nó quá lớn về ngôn ngữ, mặc dù tiếng Anh hết anh biết không? Tiếng Anh của Mỹ, tiếng Anh của Anh Lê cũng là tiếng Anh, nhưng mà cách nói, cách diễn đạt, cách phát âm, cái ngôn ngữ sử dụng khác biệt rất là nhiều. Mà tôi nghĩ cái tốc độ của người Việt Nam mình
thì sau này người ngoại quốc mà nói người Việt Nam tại Mỹ và Việt Nam tiếng Việt phải cần phiên dịch á, nó sẽ người ta không hiểu nhau được, cái sự Vâng. mất nhanh quá về À. tiếng Việt nhanh quá của người Việt tại ngoại. Anh nói về tiếng Việt, mình xin thưa với tất cả đồng hương Việt Nam mình một điểm là tiếng Việt mình nó phong phú thuộc hàng nhất trên thế giới về âm. Số âm mình phát đây. Tiếng 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 Nhật nó chỉ có 120 âm thôi, có 5 nguyên âm thôi và một phụ âm thôi hay là hai phụ âm thôi. Tiếng mình á có 3 phụ âm, chữ người 3 phụ âm. NGH 3 nguyên âm. Rồi lại mình có 6 dấu giọng, tiếng Tàu 7 dấu giọng nhưng mà ghép không nhiều bằng mình. Cho nên tổng số ngôn ngữ mà mình xài bình thường đó là khoảng 15.000 âm. Và có những cái chữ phát âm được nhưng mình không xài. Thí dụ chữ nam, tên anh nhé, chữ nám, da nó nám, thịt tái nạm nhưng mà không có chữ nàm, không có dấu huyền, không có dấu hỏi, không có dấu ngã. Nạm đọc được, nám đọc được nhưng không có dấu. Nam Thì là nên cái bảng mã mình nó còn trống nhiều lắm. thế. Chữ Nhá. Nam có anh, có nhưng mà mình đọc theo kiểu Bắc Kỳ. L, N đó. Thì cái đó là đọc Nên sai thôi, chứ là còn chính là không có hỏi ngã, không có, anh thấy không? Thành ra cái bảng mã của mình nó cỡ 25.000 từ lận mà mình mới xài có 15.000, còn 15.000 là phát âm được. Chữ nghiêng, nghiêng có phải không? Nghiêng, 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 nghiêng phát được mà đâu có xài đâu. Đó, thành ra tiếng mình đó là phong phú nhất về âm, cho nên khi mình học ngoại ngữ rất dễ, bởi vì tất cả các ngôn ngữ khác nó nằm trong của mình. Về phát âm chỉ có một vài từ hơi lạ chút xíu thôi. Trong khi đó người ngoại quốc mà học tiếng mình thì trần ai khoai củ. Đó, học không nổi bởi vì phát âm quá phức tạp. Mà họ nghe họ không biết cái nào là cái nào. Nhưng trong tiếng Việt, người Việt mình với nhau đó, đố anh biết cái gì khó nhất? Trong tiếng Việt của mình, người Việt với mình với nhau, khó nhất là xưng hô. Anh cứ để ý coi, lúc mình gặp một người đó, lúc thì mình gọi là anh, lúc mình gọi bác sĩ, lúc mình gọi giám đốc, lúc mình gọi tùm lum hết. Đó, hai người mới quen nhau nhá, trai gái nhá, là anh chị. Thấy không? Nhưng mà đến khi mà thân mật rồi đó, chị không muốn làm chị, nó thích làm em. Thấy không? Lúc đó lại là thành anh em. Anh em về lấy nhau rồi đó là mình với tôi. Thấy không? Xong rồi nhưng mà đến lớn rồi đó, 50, 60 rồi, bắt đầu ông với tôi, lại khoảng cách nó bắt đầu nó giãn ra. Tôi với Cũng là bà, hai người, mà theo thời gian xưng hô nó đã khác nhau rồi. tôi Cho với nên cái bà tế nhị của tiếng mình á, là nghe cái xưng hô, phải biết cái quan hệ hai người đang ở cái mức độ nào. Còn tiếng Anh á, thì du, tiếng Pháp chỉ có vu thôi, thì không biết đâu mà là. tôi với bà nè. Dạ đúng rồi, tôi với bà, với bác là thầy, thầy nó gọi chồng là thầy, thầy với u đó. Thầy u đẹp. Không, cái đó là tình đẹp thôi, nhân tiện nói cho vui thôi, còn nếu mà tình mà gay cấn ấy, thì là bắt đầu mày tao thằng Sở Khanh với lại con cái con đĩ ngựa chẳng hạn, như vậy thì thôi đủ thứ xưng hô. Tôi về cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Dạ Tôi có luận bàn phím luận chút xíu chuyện ngôn ngữ dạ văn dạ nhân dịp hóa. Tết thì nói chuyện chút xíu với quý vị cho nó vui, rồi những chuyện này cho nó xả cứ bắp đi nha. Dư Tư Hậu, mời quý vị đi làm một năm có vài ngày nghỉ và dịp Tết thì coi như có một chương trình là nhìn đèn ngôn ngữ, không chú ý phê phán, không cổ súy, không gì cả, chỉ có cái là để cho nói chuyện cho hiểu về ngôn ngữ Việt cho nó vui thôi. Dạ. Xin cảm ơn Đỗ Thông Minh, cảm ơn quý vị. Và riêng Đỗ Thông Minh đó, thì tôi đề nghị một lần nữa là quý vị là dịp Tết nên đi tìm tại miền Bắc California đó, thì ra tại cái tiệm mà An Hạnh trong khu mà Việt Nam Thao, trong khu Grand Century Mall đó, để mua lịch của Đỗ Thông Minh. Cái lịch đó tôi cũng rất là cần. Anh Quỳnh Lương Thiện, chủ nhiệm đội bóng mỏ, có gửi lên tài Calibre khoảng 4 năm cuốn thì Quỳnh Minh công phu dày đẹp thưa quý vị. Nhưng mà khổ cái là mấy ông bạn tôi tới, ông nào cũng nhìn theo đến gặp tôi nói chuyện với tôi thì quên nói chuyện với tôi, mà họ Yeah. đọc từ trang đầu trang cuối hay gì nó ngắm họ khen hay quá. Và cuối cùng quý vị cứ nói một câu nè: Nam ơi cho tao thỉnh cuốn này nhé, tại vì đem về nhà treo rất là trân trọng. Và chúng tôi sẵn sàng làm cái việc để mà phụ giúp Đỗ Thông Minh phát triển cái lịch Việt Nam trên 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 trên, trên nước Mỹ, ngày sinh tháng đẻ, năm Tây năm ta, rồi ca dao tục ngữ, rồi đủ thứ có thể nói nào Làm cho mình nói một chút về lịch nha. trong lịch. Để kể với quý vị một chút về lịch này. Thì chúng ta thấy cái tờ lịch á, ngày xưa tới giờ là toàn tàu in không à.
bởi vì nhà in thường không in lịch được. Đó, thế thành ra do đó, đó lịch trên đó, đó là chỉ có một vài tiếng Việt thôi, còn toàn chữ Hán hay bói toán không mà nó chả có ích lợi gì hết đó. Thành ra vì vậy cho nên mình mới nghĩ rằng là bao nhiêu cái tư tưởng mình muốn chia sẻ với đồng hương mình đó, thay vì mình in sách mà mình đi nói chuyện đó, thì nó chỉ có giới hạn một số thôi. Đó, sách ngày hôm nay quý vị biết là rất ít, bao nhiêu nhà sách đóng cửa rồi. Trong khi lịch đó, lại Việt Nam mình lại có cái truyền thống là mỗi nhà một cuốn lịch, và thứ hai là các cơ sở thương mại, hội đoàn in lịch để mà phát tặng hay là bán lại cho đồng hương. Chính vì vậy mình mới nghĩ là đi vào cái phạm vi lịch thì một cái tờ giấy đó, nó là A4 là thì cả một cái trang là chỉ có giá trị phần trên thôi, phần dưới mình bỏ hết, mình thay bằng cái ý tưởng của mình. Nó có hai lĩnh vực, một đó là văn hóa, hai là đấu tranh, cứ cách một ngày văn hóa, một ngày đấu tranh, 368 tờ lịch như vậy, tương đương với một cuốn sách 200 trang. Đó, thế thì anh biết mình phải chuẩn bị mất 2 năm trời đó, là cứ chật hoài, bởi vì lịch đó, nó khác sách. Sách anh để 5 năm, 10 năm anh vẫn bán được, nhưng mà lịch đó, qua hết tháng giêng, tháng 2 là kể như hết rồi. Đó, rồi tới sang năm thì lại là một cuốn lịch mới. Cho nên lịch chỉ rất giới hạn. Mà lịch mà in ít á, ngay cả in 1.000 hầu như không ai in, và không có nhà in nào ở bên Việt Nam, của Việt Nam mình, ở Mỹ in lịch hết. Lịch là phải đưa qua bên Hồng Kông hoặc là Trung Quốc. Nó là nhà in lịch, nó phát hành cho khắp cộng đồng người Hoa và những người Á Châu ở trên toàn thế giới luôn. Đưa về đó là in. Đó, thành ra vì vậy cho nên quý vị thấy là, và cái số lượng phải rất là lớn, mà trong khi thời gian bán giới hạn chỉ trong có một vài tháng thôi. Đó, thành ra cái vấn đề rất là khó khăn, nhưng mà mình nghĩ rằng là vì cái vấn đề truyền bá, cái vấn đề văn hóa, những cái tư tưởng đấu tranh và vấn đề đất nước thì mình cố gắng mình làm. Và nếu mà quý vị ủng hộ đó, đây là lần đầu tiên là năm 2021 Tân Sửu thôi. Đó, thì trong đó mình cũng giải thích những cái vấn đề Sửu là gì, Tân là gì, để quý vị hiểu những cái vấn đề, một phần những vấn đề văn hóa mình vừa mới nói đó, rồi tới cái sang cái lĩnh vực đấu tranh nữa. Chứ không có vừa rồi mình với vụ ông Trâm, mình lo ông Trâm nhiều quá là quên mất cả cái chuyện Việt Nam đi, trong khi cái phong trào đấu tranh ở Việt Nam nói chung bây giờ nó đang xuống. Cho nên là mình phải có những cái nỗ lực để mình vượt nó dậy. Thì nếu tại miền Bắc California đó, thì sẽ đến tiệm An Hạnh trong khu mà Grand Century đó, để khu về thương mại Việt Nam á, bởi vì về vô đó nói theo ngôn ngữ Phật giáo, chúc là thánh cuốn lịch đem về. Thánh tỷ cũng được. Mà Nguyễn Xuân Nam có thể nói rất là hãnh diện, có người bạn học giả Đỗ Thông Minh làm tịch này. Bên Nam rất là để ý tới cái nghề âm. Rồi tại vì gia đình có người theo Phật giáo ăn chay, rồi là có những ngày lễ cổ truyền, rồi của dân tộc, có những câu ca dao tục ngữ, có những sự kiện đấu tranh, thì có thể nói trong cuốn lịch của Đỗ Đức Minh là everything. Cho đi nó, quý vị không cần tự tra từ điển rồi kiếm cái computer đó nhiều. Hoặc là quý vị ở các tỉnh xa, không phải ở tại San Jose, thì quý vị có thể lên đánh trên Google hay là Yahoo đó, nhà sách Tự Lực, và tìm lịch của Đỗ Thông Minh, quý vị có thể order online. Mà tôi nghĩ rằng cái việc này rất là cần thiết, cái việc mà anh Minh làm cuốn lịch công phu như vậy mà phụ phát hành hạn chế, nó uổng đi, nó uổng rất là quý vị. Đó là một công trình rất là lớn của người Việt chúng ta. Mà người ta... quý vị ủng hộ thì sẽ làm hàng năm luôn đó, để tư liệu rất là nhiều để tiếp tục làm mới mỗi năm, mỗi một thì bản. Nếu mà sau này anh Minh làm thường xuyên hơn đó, thì Nam sẽ giới thiệu anh Minh thêm một số cái tiệm tại San Jose nữa, để anh Minh có thể phát hành lịch cái mạnh hơn ở San Jose. Thì nói đúng ra chúng ta cảm thấy rằng một số công trình người Việt trong cái thời kỳ mà suy vong của người Việt về ngôn ngữ đó, ở tại ngoại chúng ta thấy cái ông trời còn có những cái điều rất là lạ lắm, đưa cái này để mất cái nọ. Hồi xưa các ông chúng ta muốn con trẻ giỏi tiếng Mỹ thành đạt xứ người thì lơi lỏng tiếng Việt, rồi bây giờ cái lơi lỏng nó thành thói quen, bây giờ các cháu mất tiếng Việt nhiều quá. Tôi rồi lo ngại rằng trong vòng một khoảng như một vài thập niên nữa đó, cái tiếng Việt nó sẽ thành suy đồi thành trong người Việt luôn, trong người Việt luôn, cả những em ăn Nguyễn Lê Phạm Trần này đó cũng sẽ không nói được tiếng Việt. Cho cuốn lịch cũng làm cách để mà giữ lại chúng ta tiếng Việt chút xíu, cho các em có dịp học tiếng Việt thêm, học mà không xài nó quên đi. Ví dụ tôi có một đứa cháu, nó đi mới, nó hồi nhỏ cha mẹ là người tị nạn qua Mỹ năm 1980,
cái này 40 năm này thì qua là bên mình để là cháu cháu ở bên này cháu đi học trường Việt ngữ trường Đức Viên, cháu đọc được tiếng Việt, cháu nói được tiếng Việt, cháu viết được tiếng Việt. Mà khi mà ra làm bác sĩ ở trên miền Đông một thời gian đó, bây giờ nói tiếng Việt rất là khó, rồi rất là ngọng. Bởi vì sao? Đâu có nói chuyện tiếng Việt với ai đâu. Trở về các tiểu bang miền miền của Mỹ không à, không? Thì không nói chuyện tiếng Việt với ai, không có tiếng Việt, không sách Việt, không đọc tiếng Việt. Tiếng Việt rất là khó. Thì chúng ta sẽ dần dần từ đó, nếu có cuốn lịch mà đọc nữa đó, thì coi ngày âm, chứ còn tới giờ tiếng Việt mà quên luôn, thì ngày âm cũng quên luôn, rồi ngày lễ lộc dân tộc cũng quên luôn, cái gì của Việt Nam quên luôn thì đâu còn là người Việt nữa. Thì cái đó rất... Mình nói thêm về tiếng Việt là như thế này nè anh, mình có kinh nghiệm dạy tiếng Việt con cái á, thì mình chia sẻ với quý phụ huynh á, nếu mà con mình đẻ ra và mình giữ ở nhà, mình lo, mẹ lo hoặc là ông bà lo đó, thì tới khoảng chừng 3 tuổi là nó nói tiếng Việt rất là sắc nét, lên xuống đầy đủ. Còn nếu bây giờ mới 6 tháng thôi mà gửi đi nhà trẻ thì nó sẽ không phát âm tiếng Việt được, giống như người Hoa. Tức là tiếng Việt mình cái âm vực đây thì cứ nói là khúc giữa sữa này, lớ lớ này, không lên không xuống. Cho nên nếu mà gửi cho ông bà hay người Việt Nam trông coi và nói với nó cho tới khoảng 3 tuổi thì từ đó trở đi nó sẽ phát âm tốt. Đó là cái điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là nên học tiếng Việt. Rất nhiều người nghĩ rằng là qua đây mình phải học tiếng Anh để đuổi kịp bạn bè người địa phương và vân 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 vân. Thế rồi đến lúc ra trường, anh biết không, tốt nghiệp luật sư, bác sĩ, không có khách Việt Nam nào tới hết, bởi vì ông không biết nói. Thế thì bây giờ anh biết bệnh nó cả ngàn thứ bệnh, luật sư nó cả vạn thứ chuyện, mà bây giờ không có từ để nói cho người Việt người ta nghe. Người ta, tôi tới ông bác sĩ, luật sư Việt Nam, chuyên gia Việt Nam địa ốc, tưởng là ông giúp cho tôi được, tôi nói chuyện được, hóa ra giờ tôi với ông nói chuyện không được thì tôi phải đi chỗ khác. Thành ra mình mà nắm được hai cái văn hóa, nó vừa phong phú cái cuộc sống của mình mà nó lợi ngay trong cái vấn đề làm ăn. Nghe tên là một ông rõ ràng là bác sĩ Phạm Nguyễn gì đó, mà đến nơi đó thì nói tiếng không được, khám bệnh cho bệnh nhân xong rồi không biết cái bệnh này tiếng Việt Nam nói là cái gì, thì làm sao mà bệnh nhân hiểu được. Trong khi nếu mà quý vị biết thì quý vị thấy không, khách Việt Nam sẽ đến rất là nhiều, mình có được cả hai môi trường. Trong khi mình giỏi luật, thằng Mỹ trắng nó có đến nhờ Việt Nam cãi cho nó không? Chắc nó không tin Mỹ vàng. Đó, thành ra mình là có cái môi trường của mình là thương mại lớn lao như vậy mà mình không biết tận dụng thì rất là uổng. Do vậy đó, một lần nữa trong đó riêng năm nay đó, nó chưa có phổ biến đại trà. Quý vị có thể ghé qua trung tâm An Hạnh ngay chỗ khu Grand Century đó, và trong đó quý vị hỏi lịch của Đỗ thì nhân viên nó sẽ đưa cho quý vị tờ lịch để và sang năm chúng ta sẽ giúp Đỗ Thông Minh phát hành rộng hơn ở Bắc California và các tiểu bang tại Hoa. Có gì anh cứ thảo luận với Thiện anh ạ, à. Thiện lo với vấn đề tổng phát hành ở bên Mỹ. Chứ mình ở bên đây thì mình không làm được gì hết. Tại vì chúng ta thấy rất là nhiều người Việt cần mình, nó còn cần hơn nữa là cái sự sống còn về ngôn ngữ tiếng Việt, thưa quý vị. Thì thôi, trước khi mình chia tay quý vị, chúng tôi mời anh Minh có lời chào quý vị và lần tới sẽ nói chuyện. Vâng. Chúng ta... Nhân dịp năm mới thì kính chúc anh Nam và tất cả các anh chị trong ban biên tập với lại đồng hương của chúng ta ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Cảm ơn Đỗ Thông Minh, mình chúc anh một năm mới an khang, thịnh vượng, thưa anh. Và... Dạ vâng.